Chào mừng ngày 20 tháng 11. Các bạn nhìn thấy cái vườn mạc sổ của mình nó có chán đời không? Ở cái video trước khi mình khoe đấy, cái ngày đấy nó đẹp dã man. Khoảng tầm nửa năm nay mình ít gọi là ít quan tâm. Bây giờ các bạn nhìn này. Ồ, nhìn nó nát dã man luôn này. Chết này. Thì nó nát kinh khủng luôn. Đây, chết hết luôn. Các bạn thấy nó nhìn được thì nhớ nó nát không? Cái này bây giờ mất công dọn khá là lâu. Đấy. Nó chết khá là nhiều luôn mọi người ạ. Đây, nó thực ra là bên trong này nó cũng có hoa đây, ví dụ các bạn thấy này. Đây. Đấy. Chết bất đắc kỳ tử. Các bạn thấy không? Năm nay đoạn này mình lười chăm thì ra nó nát kinh khủng luôn. Đoạn này phải mất khá là nhiều công để làm lại đây. Nhìn bên trong đấy, từ ra đây các bạn có thể thấy này. Nụ này. Đó. Đây. Các bạn thấy này. Nó cái này thì là chưa có nụ. Đây. Đấy, còn đúng mỗi cái chậu không mọi người ạ. Đấy. Chỗ này thì lại toàn cây cao. Xấu kinh khủng luôn. Đây, các bạn thấy này, đấy, vẫn nụ đây. Đây. Đây các bạn nhìn cái ô tiếp theo này, chết gọi là bất đắc kỳ tử luôn. Đây. 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 Này. Cái này là cái lô mình lấy ở Hà Giang đây. Cái này không có mùi luôn mọi người. Không có mùi gì luôn. Đấy. Thì khả năng đợt này mình sẽ dọn lại. Đấy. Thì mình sẽ quay cho các bạn khi mình dọn lại nhá. Đấy. Đấy. Thực ra ở sâu trong những cái này thì là chúng nó cũng đã ra nụ hết rồi mà. Không, cây này mình thì chưa thấy nụ. Chưa thấy có nụ ở cái cây đấy. Chưa thấy có nụ. Cây này thì cũng chưa ra đây. Các bạn thấy đây. Đấy. Hẹn gặp mọi người ở video sau nhé. Đấy. Video này của mình. Cái đống mạc sổ của mình đấy bây giờ chỉ quên được một thời gian thôi mà nó nát kinh khủng luôn. Xấu thực sự. Xấu kinh khủng.